Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói sẵn sàng cho mọi kịch bản với Iran. Thông tấn xã Việt Nam đưa nguồn tin từ tờ Jerusalem Post dẫn bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant sau cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động với các quan chức quân sự và tình báo cấp cao nước này hôm 7 tháng 4 cho biết. Hệ thống phòng thủ đã chuẩn bị xong cho phản ứng trước bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra với Iran. Tuy nhiên, ông Gallant không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về công tác chuẩn bị này. Trước đó, Israel bị cáo buộc tập kích tòa lãnh sự Iran tại thủ đô Damascus của Syria. Vụ tấn công khiến 7 quan chức của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC thiệt mạng, bao gồm cả tướng hàng đầu của Iran Mohammad Reza Zahedi. Tehran đổ lỗi lực lượng phòng vệ Israel IDF đứng sau vụ tấn công này và thề sẽ trả đũa. Israel chưa công khai thừa nhận đứng sau vụ tấn công, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Gallant cho biết Israel tấn công kẻ thù trên khắp Trung Đông. Nước này cũng đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao, tập hợp các đơn vị chiến đấu và tăng cường phòng không nhằm đề phòng một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Iran. Trong khi đó, giới chức Iran mô tả việc nhắm mục tiêu vào cơ quan ngoại giao nước này là chưa từng có và tuyên bố sẽ phản ứng mạnh. Giới chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng tình hình có thể leo thang thành cuộc chiến toàn diện giữa Iran và Israel nếu Tehran thực hiện các lời đe dọa. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết cuộc tấn công tiềm tàng của Tehran đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Dẫn lời các quan chức Mỹ, một số hãng tin cho rằng Tehran có thể tấn công Israel ngay trong tuần này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đồng thời cho biết quân đội Israel rút khỏi Khan Yunis ở miền nam Gaza để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong tương lai, bao gồm cả ở Rafah. Mặt khác, quân đội Israel cũng đang chuẩn bị chuyển từ phòng thủ sang tấn công liên quan đến các hoạt động ở biên giới phía Bắc với Liban. Theo ông Yoav Gallant, các lực lượng này đã rút quân sau nhiều tháng giao tranh ác liệt vì Hamas không còn tồn tại như một cơ cấu quân sự ở Khan Yunis. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Hezi Halevi tuyên bố mặc dù Israel đã rút gần như toàn bộ lực lượng trên bộ khỏi miền nam dải Gaza, cuộc chiến chống lại Hamas vẫn tiếp tục và còn lâu mới kết thúc. Ông Hezi Halevi khẳng định chúng tôi đang chiến đấu theo cách khác với những cuộc chiến trước đó. Iran cảnh báo sở hữu 9 loại tên lửa có thể tấn công lãnh thổ Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ lâu đã kêu gọi hành động quân sự chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhưng quốc gia 88 triệu dân này sở hữu khả năng phòng thủ đáng kể. Iran có 9 loại tên lửa với tầm bắn đủ để tấn công lãnh thổ Israel. Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin trong bối cảnh lo ngại về xung đột vũ trang có thể xảy ra giữa hai nước. Theo thông tin từ báo tin tức, một đồ họa thông tin do hãng thông tấn này công bố ngày 7 tháng 4 đã tiết lộ nhiều tên lửa đạn đạo của Iran như Sejin, Kheiba, Emad, Sahab-3, Gahat, Pave, Fatah-2, Kheiba Sekan và Haji Kasem, với tốc độ dao động từ Mach 5 đến Mach 14, tương đương từ 6.175 km/h đến 12.350 km/h. Một cuộc chiến với Iran cũng làm tăng khả năng có sự tham gia tiềm tàng của Nga, đồng minh của Tehran, trong khi ông Netanyahu có lẽ sẽ trông cậy vào sự hỗ trợ từ Mỹ. Vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào khu lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria, phá hủy tòa nhà. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết 7 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc IRGC. Bộ Y tế Syria cũng cho biết cuộc không kích tên lửa còn giết chết 4 người Syria và làm 13 người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Iran cho biết họ có quyền đáp trả cuộc tấn công của Israel và trừng phạt kẻ xâm lược. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng tuyên bố Israel sẽ phải trả giá đắt cho cuộc tấn công. Mỹ cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel. Theo nguồn tin từ báo tin tức, hãng tin CNN dẫn lời của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 5 tháng 4 rằng Mỹ cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel sau cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Phát biểu về nguy cơ xung đột lớn giữa Israel và Iran, ông Kirby nêu rõ, chúng tôi rất lo ngại về kịch bản này. Trên thực tế, một trong những điều mà các nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran đang nói đến
là mối đe dọa rất công khai và rất thực tế này của Tehran đối với Israel. Theo kênh CNN, Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và tích cực chuẩn bị cho một cuộc tấn công đáng kể có thể xảy ra ngay trong tuần tới bởi Iran nhắm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực để đáp trả vụ không kích của Tel Aviv ở Damascus. Các quan chức cấp cao của Mỹ hiện tin rằng, một cuộc tấn công của Iran là không thể tránh khỏi. Quan điểm này được những người đồng cấp Israel chia sẻ. Chính phủ hai nước đang nỗ lực làm việc để chuẩn bị trước những gì sắp xảy ra vì họ dự đoán rằng cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau và cả tài sản cũng như nhân sự của Mỹ và Israel đều có nguy cơ trở thành mục tiêu. Cuộc tấn công sắp tới của Iran cũng là chủ đề thảo luận chính trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 4 tháng 4. Nhưng tính đến ngày 5 tháng 4, Mỹ và Israel vẫn chưa biết Iran dự định tấn công khi nào và như thế nào. Một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel của Iran là một trong những tình huống xấu nhất mà chính quyền Biden đang chuẩn bị ứng phó, vì nó sẽ dẫn đến sự leo thang nhanh chóng của tình hình vốn đã hỗn loạn ở Trung Đông. Một cuộc tấn công như vậy có thể dẫn đến cuộc chiến Israel-Hamas mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, điều mà Tổng thống Biden từ lâu đã tìm cách tránh. Trước đó, kênh i24 News của Israel đưa tin rằng nước này đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm tàng của Tehran sau vụ không kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Ngày 1 tháng 4, hãng thông tấn Sana của Syria đưa tin không quân Israel đã tiến hành cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Damascus. Các phương tiện truyền thông Iran cho biết lãnh sự quán Iran là mục tiêu của vụ tấn công, khiến 13 người thiệt mạng. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết trong một thông cáo rằng cuộc tấn công đã khiến 7 cố vấn quân sự, trong đó có tướng Mohammad Reza Zahedi và tướng Mohammad Hadi Haji Zahimi thiệt mạng. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ khiến Israel hối hận về cuộc tấn công của mình và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cam kết sẽ đáp trả. Trước tình hình đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 3 tháng 4 xác nhận đã củng cố phòng không và huy động lực lượng dự bị trong bối cảnh, theo Aviv đang đề phòng nguy cơ hứng chịu tấn công trả đũa. Kênh 12 Israel đưa tin, theo Aviv nghi ngờ khả năng Iran có thể trả đũa bằng việc phóng trực tiếp tên lửa. Viễn cảnh này có thể buộc IDF tấn công đáp trả, gây nguy cơ căng thẳng leo thang trong khu vực. Kênh 12 nhận định rằng quyết định tăng cường phòng không và triệu tập lính dự bị của IDF bắt nguồn từ đánh giá về rủi ro. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cùng ngày 3 tháng 4 nhấn mạnh, theo Aviv đang đẩy mạnh chuẩn bị cho các mối đe dọa từ khắp Trung Đông. Ông cũng nói rằng Israel tấn công các kẻ thù trên khắp Trung Đông. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ, chúng ta cần chuẩn bị và sẵn sàng cho mọi kịch bản và mọi mối đe dọa trước các kẻ thù ở gần và ở xa. Theo Bộ trưởng Gallant, cơ sở quốc phòng của Israel đang mở rộng hoạt động chống lại Hezbollah và các tổ chức khác đang đe dọa nước này. Ông cũng cam kết, chúng tôi biết cách bảo vệ công dân của Israel cũng như cách để tấn công kẻ địch. Trong khi đó, Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề pháp lý, ông Mohammed Dewan hôm 3 tháng 4 cho biết nước này sẽ đệ đơn kiện Israel vì gây ra vụ tấn công chết người vào Đại sứ quán Iran ở Syria. Về phần mình, Israel chưa nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên, nhưng nói rằng mục tiêu là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds, một đơn vị của IRGC. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, nói với CNN, đây không phải là lãnh sự quán và cũng không phải đại sứ quán. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.